Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm nước tía tô. Trước tiên thì chúng ta sẽ ngắt lá tía tô. Mình rất là thích mùi vị của tía tô. Mình đã nhặt xong lá tía tô rồi. Bây giờ sẽ đem đi rửa. Mình vừa rửa tía tô xong rồi, bây giờ mình sẽ ngâm muối. Các bạn ngâm muối khoảng 10 phút. Các bạn chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước và đun sôi như này. Bây giờ chúng ta sẽ cho rau vào luộc. Chúng ta sẽ nấu trong khoảng 15 phút để nước liu riu nha các bạn nha. Và các bạn không nên đậy nắp vung lại. Như vậy mùi tía tô sẽ bị nồng các bạn ạ. Thời gian đun lá tía tô của mình đã được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và vớt lá tía tô ra. Mùi nước rất thơm các bạn ạ. Đây mình sẽ đổ nước tía tô vào qua cái dây lọc để chúng ta sẽ lọc hết cặn với cả lá còn sót lại. Các bạn chuẩn bị cho mình 200ml nước và chúng ta sẽ đổ đường phèn vào. Vậy là đường phèn của chúng ta đã tan hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và giờ mình sẽ đổ thêm phần nước đường phèn mà mình đã nấu vừa nãy vào. Chúng ta để nước lá tía tô thật nguội nha các bạn nha. Màu lá tía tô khi chưa cho quất vào cũng khá là đẹp các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ vắt quất. Các bạn vắt vào một cái dây để lọc hạt. Mình sẽ sử dụng hết 5 quả các bạn ạ. Mình rất thích mùi thơm của quả quất nên là mình đã dùng quất. Còn nếu các bạn có chanh thì các bạn có thể dùng chanh. Bây giờ chúng ta sẽ đổ quất vào nước lá tía tô. Các bạn thấy lá tía tô của chúng ta đã đổi màu. Lúc trước là màu hơi hồng nhạt, sau khi đổ nước quất vào, nước đã chuyển sang màu đỏ đậm rồi các bạn ạ. Trông rất là đẹp mắt như thế này. Chúng ta quấy đều lên nha. Wow, màu đỏ thật là đẹp các bạn ạ. Giờ mình sẽ cho ra cốc để thưởng thức. Màu rất đẹp như thế này. Các bạn có thể dùng thêm đá nếu vào những ngày nắng nóng. Còn nếu những ngày mát thì chúng ta không cần dùng đá, cũng uống rất là ngon. Xin mời các bạn nha.